Các bạn mình cho tí xíu muối vô các bạn ha. Rồi bây giờ mình cho cái da heo nè. Mình cho vào mình chụm thôi. Mình chụm cho nó sạch đó, rồi lát nữa mình đem ra mình đổ nước nó đi rồi mình lại nấu, lúc đó mình bắt đầu mình mới nấu các bạn. Cái này chỉ là chụm sơ thôi cho nó sạch thôi. Các bạn ơi, mình cũng đã chụm sơ qua hết rồi nè. Thì bây giờ bắt đầu mình lại lấy cái cục thịt ra ha các bạn ha. Rồi mình bắt đầu mình nấu. Các bạn ơi, bây giờ mình đã rửa cái thịt rồi đó. Thì bây giờ bắt đầu mình cho các thứ hành, tỏi mình cho vào, xong rồi mình cho tí xíu muối các bạn. Da heo hồi nãy của mình là mình chụm qua rồi nè. Rồi xong rồi bây giờ bắt đầu á, mình cứ để nó vậy đó các bạn, xong rồi bỏ lửa nó đi riu thôi để cho nó nấu, để nước nó không bị đục á. Rồi mình cứ hầm nó từ từ ha các bạn ha. Bây giờ cũng đã được rồi nè, bây giờ mình gấp nó ra ha các bạn ha. Các bạn ơi, bây giờ mình đã luộc xong hết thịt rồi á, và bây giờ mình bắt tay vào mình cắt thịt ha các bạn. Thì trước khi cắt thịt á, thì mình cũng đã ngâm cái nấm mèo á các bạn. Mình đã ngâm cái nấm mèo nó khô, giờ mình ngâm cả mấy tiếng rồi, giờ nó cũng được nở rồi nè. Và những cái mà gia vị mình gồm có là onion powder, garlic powder và muối tiêu đường, và tí xíu nước mắm, tí sauce ha các bạn. Thì bây giờ mình bắt tay vào mình cắt thịt đây các bạn ơi. Này là muối tiêu đường các bạn, mình đổ vô luôn. Nhưng mà nãy giờ mình xào rồi, bắt đầu giờ mình cho onion powder vào các bạn. Rồi mình cho cái garlic powder. Mình có cái lon này nè các bạn. Bây giờ mình cho cái ziplock á, mình cho nó vô đây để sẵn, rồi bắt đầu mình xào thịt bên kia, rồi bắt đầu mình cho thịt vô. Các bạn, giờ mình là lại cái mình cho cái này. Ép ép nó xuống một tí á các bạn. Này, để mình tiếp tục mình cứ ép nó xuống nha. Này,
xuống rồi các bạn. Mình lấy cái nắp này nè, để mình đậy nó. Các bạn ơi, mình làm xong cái giò thủ hôm qua đó, cái mình cho nó vô trong cái hũ này nè các bạn. Mình làm xong cái rồi mình dán băng keo á, cho nó cứng á, thì nhìn nó xấu xí vậy thôi, nhưng mà nó làm vậy thì nó chắc, nó ngon á các bạn. Thì bây giờ để mình bóc ra các bạn xem coi cái giò thủ của mình nhìn có ngon lắm không ha các bạn ha. Thì đó, mình làm nè các bạn thấy không, mình lấy cái thép á, cái băng keo á, cái mình dán á, đã ép nó xuống đó mà đó. Rồi giờ mình cứ tiếp tục mình bóc nó ra. Mình bóc nó ra, giờ mình lấy cái chén mình ép nó xuống thêm á đó. Đó, mình lấy cái này mình ép nó ra. Giờ là xong rồi đó các bạn. Rồi giờ mình lấy nó ra nè. Các bạn mình thấy từ từ nó hơi cứng, thì từ từ mình rút nó ra. Giờ nó ra thành nguyên một giò thủ luôn rồi nè, nguyên một khối luôn. Tại mình làm cái cung này, nếu các bạn muốn nhiều hơn cứ ép nó lên thêm ấy, mà mình làm nó vậy để mà nhỏ nhỏ vừa vừa ăn, mỗi lần ăn vậy nó tiện á. Cứng nhắc luôn đó các bạn. Các bạn mình cắt nó ra được một nửa, các bạn nhìn ngon lắm không các bạn? Nó cũng chắc ghê không? Mình không có làm tai heo gì hết, mình chỉ làm cái da heo á, với lại thịt đùi, rồi với lại tí mộc nhĩ thôi các bạn, nó thành nguyên một thỏi luôn, nó cũng đông cứng nhắc luôn rồi các bạn. Bây giờ để mình cắt nó ra thêm rồi mình đem ra, mình bày ra đĩa cho các bạn xem coi đẹp không nha. Bạn ơi, đây là thành phẩm món giò thủ theo kiểu của mình làm nè các bạn. Giò thủ này mình cũng chỉ có làm gồm có 3 nguyên liệu thôi, đó là da heo, thịt đùi để mà mình kho tàu đó các bạn, và tí xíu mộc nhĩ. 3 thứ này cũng có thể làm ra được món giò thủ, và nó cũng đông cứng như vậy luôn đó các bạn, cũng ngon lắm. Cho nên mình mời các bạn dùng món giò thủ với vợ chồng mình. Và mình cũng giới thiệu với các bạn món này, nếu các bạn có thích thì các bạn làm thử nha, cũng rất là đơn giản và nhanh nữa. Mình mời các bạn.